Sau hơn một thời gian dài ấp ủ dự án giới thiệu đến bạn trẻ về hình ảnh xưa cũ, thân thuộc của Sài Gòn, ngày 7 tháng 7, nhóm tác giả Sài Gòn Emoi đã chính thức mở triển lãm Sài Gòn 3m², mô hình 3D tại Plan Airspace, 57D Tú Sương, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Những hình ảnh xuyên suốt thời gian qua về Sài Gòn 3m² mà các bạn trẻ nhìn thấy thông qua mạng xã hội, thì giờ đây các bạn đã có dịp chạm vào mô hình 3D đầy nghệ thuật do nhóm tác giả Mark Nguyễn thiết kế chi tiết. Cái ý tưởng nó đến từ cái việc là mình khi mình ngồi được, mình thấy một cái cô bán hàng rong đi ngang và thậm chí là cô rau nữa, thì mình suy nghĩ là liệu trong 30 năm nữa những cái hình ảnh nó còn tồn tại hay không. Thì tức là trong 30 năm nữa sẽ có những thứ nó sẽ biến mất ở Sài Gòn, thì mình chỉ tưởng tượng là Sài Gòn 3m² giống như một cái buổi triển lãm, và cái buổi triển lãm đó là những cái nét văn hóa đã biến mất ở Sài Gòn rồi sẽ vào buổi triển lãm đó. Các bạn trẻ háo hức đến với buổi triển lãm để được ngắm nhìn và cảm nhận về Sài Gòn xưa cũ. Nhiều bạn tâm đắc và thích thú với mô hình độc đáo này. Nên em nghĩ cái này rất là có ích khi mà tụi em được nhìn lại cái mà trải qua rồi, với lại khi mà bây giờ thay đổi quá nhanh, mọi thứ máy móc quá nhiều á, lúc mà nhìn lại mấy cái cũ thì thấy nó nhìn nó rất là yên bình so với bây giờ đông đúc vậy đó. Cách bài trí cũng rất là lạ, đặc biệt là mấy cái mô hình, tại vì em rất là thích mấy cái mô hình nhỏ nhỏ, nhìn nó rất là tỉ mỉ, công phu. Qua buổi triển lãm, nhóm sáng tạo muốn dành cho những người yêu thích nghệ thuật những gợi nhớ đã qua của Sài Gòn thông qua các mô hình 3D đầy màu sắc và dễ thương. Sài Gòn 3m² là một cuộc triển lãm không chỉ dành cho người yêu nghệ thuật mà còn cho những ai yêu Sài Gòn. Dự kiến buổi triển lãm Sài Gòn 3m² sẽ kéo dài đến hết ngày 9 tháng 7.